Cậu ăn chưa? Rồi. Nói dối. Thì lát tôi ăn. Đi cà phê rồi còn đi chơi tối tít mít thế. Chắc làm gì còn đói nữa mà ăn. Đi làm mà. Đi làm gì mà về muộn thế này? Sao cậu phải nói dối tôi làm gì nhỉ? Tôi có việc đột xuất một tí. Tôi biết việc đột xuất của cậu mà. Không như cậu nghĩ đâu. Cậu biết tôi nghĩ gì à? Tôi có muốn đi với Khánh Phương đâu. Tại cậu cứ ép tôi đi chứ. Cậu mấy tuổi rồi mà để người ta ép phải đi chơi với người khác. Vất vả quá nhỉ. Thôi, tôi xin lỗi. Tại tôi vô duyên, phải đi làm cầu nối cho người ta đi chơi với nhau, rồi lại mất tính ép duyên. Lần sau tôi không làm như thế nữa. Chào cậu. Đồ dở hơi, đồ thần kinh, đồ cù chuối, đồ bà nhọ. Em đây ạ. Em ngủ chưa? Em chưa, có chuyện gì không anh? À, không có gì. Anh gọi điện hỏi thăm em thế nào thôi. Tối qua mấy giờ em về đến nhà? Dạ, tối qua em... Con em thì em phải giữ chứ. Mà thôi, bây giờ em cũng không cần anh phải quan tâm đến em nữa. Em không cần đến anh. Lan. Minh. Cậu nhét vào ngăn bàn tớ đúng không? Dù ấy cậu cố tình viết hoa thì tớ vẫn nhận ra. Ấy là một trong số ít những người lớp mình viết tay tiểu luận. Ấy nói đi. Nói gì? Ấy nói rằng anh ta là người không tốt. Anh ta sẽ bỏ tớ sau khi thuyết phục tớ bỏ đứa con này. Tất cả những chuyện ấy làm sao mà ấy biết được hả? Tớ tối qua tớ tình cờ nghe được anh ta nói chuyện điện thoại. Tối qua á? Ở đâu? Tại sao lại tình cờ như thế được? Thực ra hôm qua tớ thấy ấy và anh ta tranh cãi nên đứng lại nghe. Sau đấy ấy bỏ về, anh ta lấy điện thoại ra gọi nên tớ đứng lại nghe. Anh ta nói những gì? Anh ta nói vay tiền bạn rồi đưa ấy đi phá thai. Anh ta nói sẽ thuyết phục ấy bỏ đứa con rồi sau đó chuồn luôn. Nói chung là giọng điệu rất là giang hồ, coi thường ấy và đứa con. Tớ nghĩ rằng ấy nên... không cần nói nữa đâu. Tớ biết rồi. Tớ không phải dạng đứa con gái cứng đầu ngu ngốc. Tớ đã tin anh ta một lần. Dù biết anh ta là người không ra gì, nhưng tớ cố tình tỏ ra không biết. Thế bây giờ ấy định như thế nào? Ấy định giữ đứa con lại để nuôi à? Tớ nghĩ anh ta yêu tớ. Vì bất ngờ và lo lắng quá cho nên tớ muốn bỏ. Tớ hy vọng anh ta sẽ thay đổi. Nhưng tớ yêu anh ta. Tớ muốn giữ đứa con này. Bây giờ thì hết rồi. Tớ không muốn con tớ có một người bố tồi tệ như anh ta. Thế bao giờ ấy định giải quyết chuyện này? Tớ sợ lắm. Tớ sợ lắm mình ơi. Tớ không biết phải làm thế nào cả.
Anh đừng, lo lắng quá. Bây giờ đến bệnh viện giải quyết những chuyện như thế này cũng đơn giản thôi mà, không có gì kinh khủng lắm đâu. Không được, nhưng đến bệnh viện gặp người quen thì tớ chết mất. Hay là đến các phòng khám tư chắc sẽ đỡ hơn đúng không? Nhưng biết ở đâu bây giờ, tớ đã bao giờ gặp chuyện như thế này đâu. Tớ lo lắm mình ơi. Được rồi, cậu đừng lo lắng quá, để tớ tìm hiểu xem thế nào. Đang tối rồi cơ đấy, trả bù cho mình. Đói meo, chẳng có cái gì ăn cả. Cậu vẫn giận tôi chuyện hôm qua đấy à? Quái lạ, mọi khi tức mình vẫn để phần đồ ăn cho mình cơ mà, hôm nay giận đến thế rồi cơ à? Mà mỗi chuyện cà phê thôi, làm gì mà nghiêm trọng thế? Khó hiểu thật, đúng là con gái chỉ suy diễn là nhanh. Xét về mặt hiện tượng thì tâm lý hiểu theo nghĩa rộng là tất cả những quá trình và những sản phẩm của hoạt động phản ánh hiện thực khách quan vào trong não. Đó là những quá trình cảm giác, tri giác, tư duy, tưởng tượng, chú ý, ghi nhớ, nhớ lại, xúc cảm và hành động. Đó là những sản phẩm như hình ảnh, biểu tượng, khái niệm, tư tưởng, tình cảm, ý chí, xu hướng, năng lực, tính cách, khí chất. Xét về mặt bản chất. Thank you.
Này. Anh Minh! Anh đi đâu thế này? Đây là ai? Sao anh lại ở đây? Anh có việc. Việc gì? Việc gì ở phòng khám sản phụ khoa? Kia là ai? Mà anh với cô ta làm gì ở đây? Việc riêng của anh, em không cần phải quan tâm. Sao lại không quan tâm? Anh nói đi. Nếu anh mà không nói, em không để cho anh đi đâu. Anh chờ em một tí. Ở kia. Em làm cái gì đấy à? Để im cho anh đi. Phương, có chuyện gì thế? Hả? Anh Minh. Minh bị làm sao? Có chuyện gì? Phương bình tĩnh nói mình nghe xem nào. Anh Minh, anh ấy làm người ta có bầu, vừa phải vào phòng khám để giải quyết xong. Vừa mới gặp hai người từ phòng khám đi ra. Anh Minh, anh ấy còn dằn hát Phương, còn quát Phương. Bây giờ Phương phải bình tĩnh, kể lại đầu đuôi câu chuyện mình nghe xem nào. Có chắc đúng là như thế không? Chắc chắn mà. Lúc anh ấy bỏ đi xong, Phương còn chạy vào trong phòng khám để hỏi. Nhưng mà lúc đầu mấy bà ấy nhất định không nói, không chịu tiết lộ thông tin bệnh nhân. Nhưng mà sau đó Phương phải đút lót con bé y tá tờ 100.000 đồng. Thế là nó bảo anh ấy vào phá thai. Anh ấy chỉ là bạn trai thôi, chứ chưa phải là chồng. Mà chăm sóc tận tình lắm. Phương không ngờ anh Minh lại là người như thế. Phương rất thần tượng anh Minh. Cứ nghĩ anh ấy là người nghiêm túc, hiền lành. Thậm chí còn ngô nghê nữa. Hóa ra chẳng khác gì bọn con trai bây giờ. Đã làm cho người ta có bầu, lại còn bắt người ta phá thai. Thế nào, công chúa của anh lại làm sao thế này? Tại sao lại như thế? Tại sao anh Minh lại làm như thế? Không muốn thế đâu. Sao thế? Thấy Phương bắt gặp Minh đi với một cô gái nào đó vào phòng khám sản phụ khoa để phá thai nên buồn. Bây giờ thì hình tượng sụp đổ mất rồi. Thôi nào, công chúa của anh dẫm phải gai mùng tơi. Thế mày cứ tưởng là cháy nhà đến nơi rồi đấy. Chuyện này còn hơn cả cháy nhà ấy chứ. Anh có biết anh Minh là người đầu tiên mà em thích đến thế không? Em cứ nghĩ là anh ấy ngây thơ lắm. Tưởng là hiền lành ngây thơ lắm nên em đã vạch sẵn âm mưu để dắt mũi rồi chứ gì. Em không chơi với anh nữa, anh không thương em. Ngốc à, anh không thương em gái của anh thì còn thương ai nữa? Thế thì anh phải biết chuyện này quan trọng với em thế nào chứ. Anh biết mà, nhưng anh nghĩ nếu em thích cậu ấy đến thế thì chuyện này đâu đến nỗi kinh khủng lắm đâu. Đừng bảo anh là bây giờ em gái anh theo trường phái cổ điển đấy nhá. Còn những chuyện này là chuyện long trời lở đất. Tất nhiên chuyện này không có gì quá nghiêm trọng. Nhưng mà vấn đề, anh Minh là thần tượng của em. Em cứ nghĩ anh ấy khác những người con trai khác nên em mới thích anh ấy. Hóa ra anh ấy làm cho con gái nhà người ta có bầu rồi bắt đi bỏ nữa. Quá độc ác. Thứ nhất nhé, nếu em thích Minh chỉ vì nghĩ cậu ấy khác những người con trai khác và vì một chuyện này mà hoàn toàn sụp đổ hình tượng về cậu ta, rồi thất vọng, chán nản, thì rõ ràng tình cảm của em với cậu ấy là rất trẻ con, rồi sẽ qua rất nhanh thôi. Vì thế không có gì đáng lo ngại cả. Thứ hai, cũng chưa chắc là mình bắt cô bé ấy đi bỏ cái thai. Nhỡ đâu cô bé ấy chủ động muốn như thế thì sao? Rõ ràng em chưa hiểu nhiều về Minh, lại chỉ nhìn thấy một vài hiện tượng rồi kết luận mọi chuyện.
Như vậy là rất vội vàng đúng không nào? Ai bảo anh là tình cảm của em với anh ý là trẻ con? Em thích anh ấy thật lòng, rất thật lòng là đằng khác. Được rồi, em sẽ chứng minh cho anh thấy. Em sẽ đi tìm anh Minh để hỏi cho ra nhẽ. Tìm hiểu đầu đuôi ngọn ngành xong mới kết luận. Được chưa? Ừ, công chúa của anh bắt đầu nhấn hơn rồi đấy. Anh thì lúc nào cũng gọi em là nhóc này nhóc nọ. Em sẽ chứng minh cho anh thấy. Rồi, cố lên. Để anh xem công chúa của anh đấu tranh vì tình yêu đích thực như thế nào nào. Bây giờ em sẽ đi tìm anh Minh ngay lập tức. Em sẽ đến nhà anh ý. Mi, nhà anh Minh ở đâu? Nhà Minh á? Mi không biết, làm sao mà Mi biết được? Thế Phương tưởng lần trước anh Minh với cả Mi đi về cùng nhau mà. Hôm đấy mình đưa Mi về trước nên Mi có biết đâu. Bạn bè trong lớp chẳng nhẽ lại không biết địa chỉ của nhau à? Hay là Mi thử hỏi ai trong lớp được không? Mi nghĩ là mọi người không biết đâu. Bởi vì trong lớp thì cũng chủ yếu chơi xã giao thôi mà. Thế bình thường em hay gặp Minh ở đâu? Em đến trường anh ý. Đơn giản. Thế ngày mai em đến trường gặp anh ấy là được. Nhưng mà đợi từ giờ đến mai thì lâu lắm. Em không chịu được đâu. Bình tĩnh, kiên nhẫn cũng là một biểu hiện của sự trưởng thành đấy, công chúa ạ. Em biết rồi. Em sẽ đợi đến mai mới gặp anh ý là được chứ gì. Đúng rồi. Mi, bây giờ Mi có rảnh không? Bọn mình đi shopping đi. Phương muốn mua cái gì đấy để tặng anh Minh. Bao nhiêu lần muốn mua quà để tặng anh ý. Cảm ơn cái vụ quầy ba mà cứ quên khuấy đi mất. Phải xin lỗi Phương rồi. Bởi vì Mi vẫn đang giờ việc chưa xong. Tại lúc nãy Phương gọi điện khóc nức nở trong điện thoại. Mi sợ quá phải bỏ giờ việc chạy đến đây đi chứ. Thế sao anh biết mà về? Em tưởng anh đang ở công ty cơ mà. Là Mi gọi anh Nam Anh về đấy. Mi tưởng Phương bị làm sao, sợ có gì nghiêm trọng một mình Mi không giải quyết được. Tại Mi sợ công chúa của anh bị gai mùng tơi đâm, lại là đùng ra đấy thì chết dở. Thế nên phải gọi anh về ứng cứu là đúng rồi. Thế Mi không đi với Phương thật à, Mi? Mi cũng muốn lắm, nhưng mà chắc không được rồi. Hay là Phương rủ người khác được không? Thôi, em đừng làm Mi ngại nữa. Mi chả bỏ dở công việc, về đây với em rồi còn gì. Mà anh nhớ, em còn nhiều cạ shopping lắm. Sao không rủ người khác đi? Thôi thế, để Phương rủ người khác vậy. Mà Mi đi đến đây bằng gì? Có cần Phương đưa về không? Mi vội quá, nên đi xe ôm thôi. Phương cứ đi chơi đi, không có gì đâu, lát Mi tự về được. Thôi em cứ đi chơi đi, yên tâm. Anh sẽ đưa Mi về, nhá. Alo, đang ở đâu thế? Xa thế? Đi shopping không? Tính nó thế đấy, giòn cười tươi khóc. Em cũng chỉ ước sớm vô tư được như Phương, chả phải suy nghĩ gì nhiều. Mọi thứ đều nhẹ nhàng, dễ chịu. Những người như thế thọ lâu lắm đấy anh ạ. Anh biết, nên anh cũng chẳng muốn gò ép nó làm gì. Mới làm sao nó cảm thấy sống thoải mái là được. Anh cũng chỉ biết yêu thương nó hết mức có thể mà thôi. Em cũng biết đấy, bố mẹ anh ở nước ngoài, chẳng mấy khi quan tâm chăm sóc đến nó. Phương sống thiếu thốn tình cảm lắm. Nhưng Phương vẫn hạnh phúc mà. Có anh trai chiều kinh khủng, em nhìn mà phát thèm lên đấy. Nó mà mạnh mẽ và tự lập được như em thì anh đỡ phải đau đầu. Vừa dạy, vừa dỗ, vừa dọa. Hồi mới lớn nó cũng chơi bời lông bông lắm. Bây giờ là đỡ hơn nhiều lắm rồi đấy. Em cũng thấy bây giờ Phương chín chắn và nhẹ nhàng hơn hồi cấp 3 nhiều. Nhưng mà vẫn nông nổi lắm. Thậm chí còn hơi hời hợt nữa. Bây giờ em về nhà hay đi đâu? Lúc nãy em nói với Phương là em đang dở việc gì đúng không? Em đang có chút việc bận ở nhà, nên bây giờ chắc về nhà thôi. Để anh đưa em về, rồi anh xuống Hải Phòng ăn tiệc khách hàng luôn. Vâng. Chắc hôm nay anh xuống Hải Phòng rồi ở lại luôn ạ? Chắc anh về luôn thôi. Anh cũng không yên tâm để Khánh Phương ở nhà một mình nhiều. Trừ trường hợp bất đắc dĩ, hoặc đi công tác dài ngày, hoặc đi nước ngoài thì đành chịu. Chứ nó mà biết anh không về, thế nào cũng đi lang thang qua đêm, rồi chả biết lại đi đâu làm gì lung tung. Mới cả công việc của anh nó cũng vào cuồng rồi mà. Hết việc hôm nay, ngày mai lại có việc khác.
chả có mấy thời gian để mà nghỉ ngơi đâu. Thế mà hôm trước bọn em làm anh mất nửa ngày rời để ngồi ăn uống với cả xem phim. Mất gì, được cái chứ. Anh thích mà. Thỉnh thoảng cũng phải tự thưởng cho mình khoảng thời gian thư giãn như vậy chứ. Mấy khi được mọi người tụ tập đông vui như vậy đâu. Nhà em ở đây à? Vâng, em ở trên tầng 2. Cảm ơn anh nhiều. Em đừng khách sáo thế. Anh mới phải cảm ơn em vì em đã chống lụt cho nhà anh. Cô công chúa này mà không biết dỗ đúng cách thì cũng không biết là còn khóc đến bao giờ nữa đâu. Em về nhá. Thank you.
Anh về lâu chưa? Từ lúc em bắt đầu mải mê suy nghĩ đến nỗi quên mất cả giác quan thứ 6 của người con gái. Mà không biết có người đang đứng đằng sau nhìn mình. Anh xong việc rồi cơ à? Nhanh thế. Quanh đi quẩn lại, chào hỏi, trao đổi business card, hẹn hò hợp tác, hết. Anh chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng trở về thôi. Cũng lo lo, không biết em ngồi đây thế nào, chẳng may bị anh nào bắt cóc mất thì chết. Mà em ăn gì chưa? Em không đói. Em ngồi đây từ lúc ấy đến giờ đấy à? Có muốn đi dạo một lúc không? Những lúc tâm trạng không tốt, em rất thích ra biển. Anh biết. Anh biết gì? Biết em thích biển hay biết tâm trạng em không tốt? Cả hai. Tại sao? Em đừng nghĩ là con trai IT thiếu nhạy cảm như thế chứ. My này, anh biết lý do tại sao được không? Những gì anh nói với Phương lúc chiều là suy nghĩ thật của anh đấy à? Chuyện anh bảo mình làm cho cô gái kia có bầu và đi phá thai là chuyện không có gì quá to tát ý. À, em đừng hiểu nhầm nhé. Chuyện đó anh chỉ nói như thế để cố gắng trấn an cô công chúa nhà anh thôi. Thế anh nghĩ như thế nào? Tất nhiên anh nghĩ như thế là không hay chút nào cả. Tuổi trẻ bây giờ hay hành xử hơi bồng bột, có phần thiếu suy nghĩ. Họ có những hành động bất chấp hậu quả. Khi có hậu quả rồi thì lại giải quyết hết sức tiêu cực và không nghĩ tới những hậu quả sau này nữa. Anh nói cụ thể hơn xem nào. Thực ra anh không cổ hủ đến mức phản đối việc quan hệ trước hôn nhân. Nhưng mà bây giờ xã hội văn minh rồi, mọi người cũng cần phải hiểu biết để tránh những hậu quả không tốt xảy đến. Ví dụ như là có bầu khi chưa sẵn sàng chẳng hạn. Còn đến khi có rồi thì cũng phải suy xét kỹ lưỡng việc giữ hay bỏ. Vì nếu có thể thì nên cố giữ, bởi vì việc não hút thai sẽ đem lại những hậu quả không tốt sau này. Thế mà hôm nay lúc anh nói với Khánh Phương, em tưởng anh nghĩ thế thật, nên thật lòng em cũng hơi không phục một chút. Anh cũng nghĩ em sẽ dễ nghĩ như thế. Những điều anh nói lúc đấy rất nông cạn hời hợt đúng không? Em hiểu rồi. Anh muốn chiều lòng Khánh Phương thôi chứ gì. Chiều nay anh cũng nói rồi đấy. Cô em gái anh không phải là người có suy nghĩ sâu sắc. Nó bực mình lên thì khóc, dỗ một tí lại cười được ngay. Không nghĩ nhiều, không cần biết về nguồn gốc hay bản chất vấn đề gì hết đâu. Anh không những nhạy cảm mà còn rất tâm lý nữa đấy. Hóa ra trước đây em hiểu sai về dân IT nhiều quá rồi. Này, em nghĩ bọn anh khô khan và nhạt nhẽo lắm đúng không? Làm gì đến nỗi nhạt nhẽo. Nhưng đúng là em đã từng nghĩ bọn anh ít quan tâm đến tình cảm và tâm lý của phụ nữ. Thật ra anh không biết người khác thế nào, nhưng anh phải chăm Phương từ khi còn nhỏ. Mà em biết đấy, tính nó nhiều khi đỏng đảnh, khó lường vô cùng. Anh rất thương, muốn giúp nó sống tốt hơn, nên phải cố quan tâm. Thỉnh thoảng còn phải lên mạng tìm đọc để hiểu về tâm sinh lý con gái nữa. Anh tiếp thu tốt phết đấy nhở. Đi với anh một lát thôi mà em thấy tâm trạng nhẹ nhàng hơn bao nhiêu. Có khi anh phải làm chuyên gia tư vấn tâm lý mất thôi. Em nói thế anh mừng quá. Suốt đường đi đến đây anh cứ lo không biết làm thế nào để em không hối hận khi gọi cho anh trong lúc tâm trạng đang không tốt như thế. Thật ra em cũng không biết nữa. Lúc về đến nhà, em thấy ngủ một mình tâm trạng sẽ nặng nề hơn rất nhiều. Em nghĩ đến biển, rồi em nhớ anh bảo anh đi Hải Phòng tối nay, cho nên... Cái này gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa rồi đấy. Cũng may em gọi đúng lúc, chứ không anh đi gần đến Hải Phòng rồi thì lúc đó anh chỉ biết đến khóc giữa đường mà thôi. Em đói chưa? Mình đi ăn nhé. Em tưởng anh em tiệc rồi mà. Em biết kiểu tiệc ấy mà.
nói nhiều, cười xã giao nhiều, chứ có ăn uống được mấy đâu. Mình đi ăn đi. Anh mà không nhắc, có khi em quên sừng mất là em đang đói cũng nên. Mình đi em. Vâng. Thôi anh để em tự xuống. Ngày hôm nay anh phải lên xuống đóng mở cửa cho em nhiều lần quá rồi. Bịn rịn quá nhỉ. Không biết đây là lần tạm biệt thứ bao nhiêu của hai đứa mình trong ngày hôm nay rồi nhỉ. Anh về nhá. Chắc cậu lại vẫn còn giận tôi hả? Làm gì mà giận dai thế? Mấy ngày rồi đấy. Hôm nay tôi nấu mấy món ăn dỗ ngọt cậu đây. Định gọi điện nhưng sợ cậu không nghe. Định đợi cậu về ngồi nịnh nọt, nhưng lâu quá cậu không về. Tôi đành đi ngủ trước vậy nhé. Về thì gọi tôi dậy, tôi hâm lại đồ ăn cho nhé. Làm cho con gái nhà người ta có bầu rồi bắt đi bỏ nữa. Một ngày dài và không hoàn toàn vui đúng không em? Nhưng anh vẫn hy vọng bác sĩ tư vấn đã giúp em cảm thấy khá hơn ít nhiều. Chúc em sẽ có một giấc ngủ thật nhẹ nhàng và dễ chịu. Cảm ơn về bữa cơm. Tôi không giận cậu nữa đâu. Chúc cậu luôn vui vẻ và hạnh phúc. Ấy khỏe hẳn chưa? Sao hôm nay không nghỉ thêm một hôm nữa? Cho khỏe hẳn rồi hãng đi học. Tớ không sao, tớ cố được mà. Thật không? Mấy chuyện ấy hại sức lắm. Thật, tớ không sao thì mới đi học được chứ. Ấy không phải lo đâu. Hôm nay My không đi học à? Tớ cũng đang định lên văn phòng khoa hỏi. Lúc nãy cái Linh Đen bảo là gặp My từ sáng sớm ở trường, mà lại còn cầm cả một tập tài liệu. Hình như là xuống khoa xin bảo lưu thì phải. Bảo lưu á? Sao tự dưng lại bảo lưu? Không hiểu có chuyện gì mà suốt ngày thấy bảo lưu. Năm ngoái đã bảo lưu một lần thì mình xuống lớp mình học còn gì nữa.
và tim anh nghẹn ngào buốt đau. Khi ngày mai đã xa nhau rồi. Dù tình ta không như gió với mây, phiêu lãng quân quyết không buồn lo, thì xin vẫn cứ yêu như là nụ hôn đầu tiên trao em. Lời yêu nguyện xin trao riêng em nồng nàn, tình anh dù phong ba vẫn không lìa xa. Hãy ôm chặt lấy anh mãi không xa rời, và môi mềm ta trao nhau thêm mặn nồng, cùng ước nguyện bên nhau yêu nhau mãi mãi. Nhưng đắm say trong phút giây này tan trong nụ hôn nồng cháy. Oh, 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 oh. Khi ta thuộc về nhau. Chào em, lời yêu nguyện xin trao riêng em nồng nàn. Tình anh dù phong ba vẫn không lìa xa. Hãy ôm chặt lấy anh mãi không xa rời, và môi mềm ta trao nhau thêm mặn nồng, cùng ước nguyện bên nhau yêu nhau mãi mãi. Nhưng đắm say trong phút giây này tan trong nụ hôn nồng cháy. Các bạn thân mến, các bạn nhớ bấm subscribe đăng ký kênh YouTube của Duy Khoa và bấm vào nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi Duy Khoa phát hành video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều, nhớ ủng hộ nha.